Chúng ta đều biết đến khoai sọ là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Còn trong y học cổ truyền thì khoai sọ được dùng để chữa nôn da máu, chữa tiêu chảy lị, chữa lao hạch, chữa mụn nhọt đầu đinh, chữa bệnh mề đay. Theo y học cổ truyền, khoai sọ có những tính vị như sau: lá và bẹ lá khoai sọ có vị cay, tính bình, có tác dụng chỉ tả, tiêu thũng độc. Củ khoai sọ có vị ngọt, cay, tính bình, có tác dụng tiêu tích, tán kết. Còn hoa của khoai sọ có vị cay, tính bình, có tác dụng chỉ thống, chỉ huyết. Bây giờ mình sẽ nói một cách chi tiết hơn về từng bài thuốc từ cây khoai sọ này. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa nôn da máu. Để chữa nôn da máu thì các bạn sử dụng khoai sọ với liều lượng 15 cho đến 20 gram, nấu với thịt lợn để ăn. Tiếp theo, bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa tiêu chảy lị. Thì các bạn sử dụng lá khoai sọ, củ cà rốt, mỗi vị là 30 gram và thêm vài nhánh tỏi, xắt nước uống. Tiếp theo, bài thuốc thứ ba là bài thuốc dùng để chữa lao hạch. Thì các bạn sử dụng củ khoai sọ với liều lượng 30 gram, cắt thành lát mỏng, phơi khô, nghiền thành bột, chế thành viên, ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 gram, uống với rượu ngọt hoặc nước đun sôi để nguội. Tiếp theo, bài thuốc thứ tư là bài thuốc dùng để chữa mụn nhọt đầu đinh. Thì các bạn sử dụng củ khoai sọ và giấm với liều lượng bằng nhau, đun sôi, luộc chín, lấy ra nghiền nát đắp tại chỗ. Tiếp theo, bài thuốc thứ năm là bài thuốc dùng để chữa bệnh mề đay. Các bạn sử dụng bẹ lá khoai sọ với liều lượng 60 gram, rễ cây tai chuột, hồng táo, đường đỏ, mỗi vị 30 gram, xắt nước uống hoặc dùng bẹ lá khoai sọ tươi, nấu với sườn lợn để ăn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng dưới dạng món ăn vị thuốc để mà làm thuốc bồi bổ, dùng để điều hòa nội tạng, hạ khí đầy, bổ hư tổn, chữa hư lao yếu sức. Bằng cách là các bạn sử dụng củ khoai sọ nấu với cá quả, cá diếc để ăn thì sẽ có tác dụng điều hòa nội tạng, hạ khí đầy, bổ hư tổn, chữa hư lao yếu sức. Còn nếu như mà các bạn sử dụng khoai sọ mà nấu với rau rút và cua đồng thì sẽ có tác dụng là làm dễ ngủ, bớt mệt mỏi. Các bạn cũng có thể sử dụng khoai sọ để mà chữa một số bệnh ngoài da như sau. Thứ nhất là để chữa mẩn ngứa thì các bạn sử dụng củ khoai sọ thái nhỏ, nấu sôi lấy nước tắm rửa để chữa mẩn ngứa. Thứ hai là trẻ con bị chốc đầu, chảy nước mủ thì các bạn sử dụng củ khoai sọ to già, giã nát để đắp. Còn lá khoai sọ thì cũng được sử dụng tươi giã nát để mà đắp chữa mụn nhọt, ong đốt hoặc là rắn cắn. Và không chỉ ở Việt Nam mà Trung Quốc người ta cũng sử dụng lá khoai sọ để chữa tiêu chảy, đổ mồ hôi trộm. Củ khoai sọ cũng được dùng để chữa lao hạch ở cổ, rồi là chữa mụn nhọt, sưng tấy, hắc lào, bỏng. Hoa khoai sọ thì được dùng để chữa nôn da máu, đau dạ dày, sa tử cung, lòi giom ở trẻ em. Còn ở Malaysia thì lá và bẹ lá của khoai sọ dùng giã nát để chữa vết thương, củ khoai sọ nghiền nát để đắp chữa rắn cắn. Ở Indo thì củ khoai sọ và hành và quả me được dùng để sát vào chân để chữa trạng thái bồn chồn, không yên, đau đầu, đau bụng và dùng cho phụ nữ khi đẻ. Vừa rồi là những bài thuốc và tác dụng của khoai sọ. Các bạn cũng thấy là khoai sọ được sử dụng để chữa tiêu chảy, rồi là chữa nôn da máu, chữa lao hạch, chữa mụn nhọt đầu đinh. Chữa mụn đầu đinh còn được sử dụng dưới dạng thức ăn vị thuốc để làm thuốc điều hòa nội tạng, hạ khí đầy, bổ hư tổn, chữa hư lao yếu sức, rồi là
làm dễ ngủ, bớt mệt mỏi. Mình đã nói một cách rất rõ ràng, bạn nào chưa xem kỹ có thể xem lại nhé. Và ở các nước khác trên thế giới thì người ta cũng sử dụng củ khoai sọ có những tác dụng gần tương tự như ở Việt Nam mình thôi mà mình cũng vừa nói rồi. Bạn nào chưa xem kỹ có thể xem lại nhé. Lá mơ lông được sử dụng để ăn hàng ngày, còn được sử dụng để chữa lị và một số tác dụng khác nữa. Thường thì chúng ta sử dụng lá mơ lông sử dụng tươi. Theo y học cổ truyền thì mơ lông có vị hơi đắng, mùi hôi, tính mát, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, làm săn. Trong dân gian thì thường truyền nhau bài thuốc dùng để chữa lị trực khuẩn bằng cách là lấy lá mơ lông với liều lượng từ 30 cho đến 50 gram, lau sạch, thái nhỏ, trộn với trứng gà, sử dụng một quả. Có người chỉ dùng lòng đỏ trứng, có người thì dùng cả lòng trắng. Sau đấy thì bọc vào lá chuối đem nướng hoặc là đặt lên chảo mà rán, không có mỡ. Chú ý là không cho mỡ. Ngày thì ăn 2 cho đến 3 lần. Ăn liên tục từ 5 cho đến 8 ngày. Thời gian điều trị trung bình là 7 ngày. Còn có bài thuốc sử dụng dưới dạng thuốc sắc để mà chữa lị amíp và lị trực khuẩn từ lá mơ lông bằng cách là sử dụng lá mơ lông với liều lượng là 80 g, cỏ nhọ nồi tươi 150 g, lá thanh đại 30 g, hạt cau 16 g, bách bộ 12 g, vỏ đại 8 g, sắc đặc uống nhiều lần trong ngày. Người ta cũng sử dụng lá mơ lông để chữa hội chứng lị bằng cách là sử dụng lá mơ lông tươi, cỏ nhọ nồi tươi, mỗi vị là 10 g, sắc đặc chia nhiều lần uống trong ngày. Cũng có thể sử dụng lá mơ lông để mà chữa lị lâu ngày. Để chữa lị lâu ngày thì các bạn sử dụng rễ của cây mơ lông, cỏ xeo gà, cộng với mã đề, sao qua sắc uống. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng lá mơ lông để mà chữa chứng sôi bụng ăn không tiêu, viêm dạ dày, viêm ruột bằng cách là sử dụng dưới dạng thuốc sắc với liều dùng là ngày từ 20 cho đến 40 gram sắc uống. Trên đây là một số bài thuốc tác dụng của cây lá mơ lông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Cây trầu không đóng vai trò quan trọng đối với chúng ta và được sử dụng phổ biến trong dân gian. Trong dân gian thì lá trầu không thường được sử dụng để đánh gió rồi là chữa mụn nhọt, viêm nhiễm, còn dùng để chữa sai khớp và một số tác dụng khác nữa. Còn theo y học cổ truyền thì trầu không có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, vào các kinh là phế tỳ vị, có tác dụng là trừ phong thấp, chống lạnh, hạ khí, tiêu đờm, tiêu viêm, sát trùng. Còn bây giờ mình sẽ nói chi tiết các bài thuốc về lá trầu không này và mình sẽ chắt lọc lấy những bài thuốc nó đơn giản thực tế để các bạn có thể dễ dàng áp dụng nhé. Thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa đi tiểu dắt thì các bạn có thể sử dụng phần thân lá hoặc là rễ của cây trầu không phối hợp với rễ của cây cau, mỗi vị là 10 g, sắc uống ngày một thang, dùng vài ngày cho đến khi khỏi. Thứ hai là bài thuốc dùng để chữa viêm chân răng có mủ. Trong trường hợp này các bạn sử dụng lá trầu không nấu thành cao để bôi. Các bạn xem phim kiếm hiệp Trung Quốc thì khi mà các bạn thấy người ta bị thương ấy, thường người ta cầm một cái lọ bột người ta rắc rắc lên ấy. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ đến các bạn bài thuốc cầm máu dưới dạng bột từ cây trầu không này nhé. Bài thuốc này là các bạn sử dụng lá trầu không cùng với hạt cau, cứ từ 3 cho đến 5 lá trầu không thì tương ứng với một hạt cau. Hai vị này các bạn phơi khô, tán bột và để làm thuốc cầm máu. Khi nào các bạn muốn cầm máu thì các bạn dùng cái bột này. Các bạn rắc vào những nơi mà các bạn cần để cầm máu. Một bài thuốc khá là hay, nó sẽ cho các bạn liên tưởng đến các bộ phim
Mỗi khi bị thương chảy máu thì người ta cầm một lọ thuốc bột người ta rắc rắc vào. Thì bài thuốc này đúng như trong phim luôn. Cây trầu không thì còn có nhiều bài thuốc và tác dụng khác nữa. Tuy nhiên thì mình chỉ chắt lọc ra một số bài thuốc mà các bạn dễ dàng áp dụng thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cây ngải cứu được sử dụng để làm thuốc phổ biến trong dân gian, còn được dùng để làm rau ăn nữa. Cây ngải cứu có tác dụng chữa bệnh rất thực tế và hiệu quả mà chúng ta thường áp dụng. Cây ngải cứu thường được dùng để chữa kinh nguyệt không đều, đau kinh, bụng lạnh đau, nôn mửa, đi lị, thổ huyết, chảy máu cam, da kinh, tiểu ra máu, bạch đới, đau dây thần kinh, phong thấp và ghẻ lở. Theo y học cổ truyền thì ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm, vào ba kinh là can, tỳ, thận, có tác dụng là điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, ôn kinh, an thai, giảm đau, cầm máu, sát trùng. Còn bây giờ mình sẽ nói một cách chi tiết rõ ràng từng bài thuốc một về cây ngải cứu này nhé. Thực ra cây ngải cứu này cho ra nhiều bài thuốc, người ta phối hợp cùng với nhiều vị. Nhưng trong video này mình sẽ chắt lọc lấy một số bài thuốc đơn giản và thực tế thôi để các bạn có thể dễ dàng áp dụng nhé. Thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa đau lưng cấp khi vác nặng lệch tư thế thì các bạn sử dụng lá ngải cứu xao lên và cho ít rượu vào. Các bạn đắp tại chỗ, đắp ngay khi còn ấm. Đấy, bài thuốc này thì khá là đơn giản thôi. Chữa đau lưng cấp khi vác nặng lệch tư thế thì các bạn chỉ cần lấy lá ngải cứu xao cho nóng lên và cho vào ít rượu và đắp vào, đắp khi mà thuốc còn đang ấm đấy. Và tiếp theo, bài thuốc thứ hai là bài thuốc xoa bóp dùng để chữa phong thấp. Thì trong trường hợp này, các bạn sử dụng ngải cứu và phèn chua, hai vị cùng xao lẫn rồi đắp và bóp tại chỗ. Tiếp theo, bài thuốc thứ ba từ cây ngải cứu, đây chính là bài thuốc dùng để chữa kinh nguyệt kéo dài, máu ra nhiều. Trong trường hợp này, các bạn dùng lá ngải cứu khô 20 g, nước 100 ml, cô lại còn 20 ml, thêm đường cho dễ uống, chia làm hai lần uống sáng và chiều, uống hàng tháng từ ngày bắt đầu hành kinh. Tiếp theo, bài thuốc thứ tư là bài thuốc dùng để chữa khí hư, thì các bạn sử dụng lá ngải cứu chưng với trứng gà để ăn. Cây ngải cứu này còn cho ra nhiều bài thuốc nữa cơ. Tuy nhiên mình chỉ chắt lọc một số bài thuốc thực tế để các bạn dễ dàng áp dụng thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cây rau cải cúc thì được sử dụng để làm rau ăn rất là phổ biến. Còn trong đông y thì cũng đã được nghiên cứu đưa vào sử dụng từ lâu rồi. Về tính vị thì cải cúc có vị ngọt, nhạt, hơi đắng, the, mùi thơm, tính mát. Được xem như là loại rau giúp khai vị, làm ăn ngon, giúp tiêu hóa, trừ đờm, tán phong nhiệt. Về tác dụng chữa bệnh thì ở đây mình chia sẻ đến các bạn một bài thuốc rất là thích hợp đối với trẻ em các bạn nhé. Đấy chính là bài thuốc dùng để chữa ho ở trẻ em. Thì cách làm cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Các bạn chú ý nhé. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị lấy một cái bát con, cái bát sứ ấy. Sau đấy thì các bạn lấy một ít lá cải cúc về, rửa sạch thái nhỏ đi. Liều lượng tầm 6 gram ấy, các bạn thả vào cái bát con ấy, cho vào bát con đấy nhá. Xong là các bạn cho đường vào. Nếu như mà có mật ong ấy, thì các bạn cho mật ong vào thì càng tốt nhá. Còn không có mật ong thì các bạn mới cho đường thôi. Đấy, cho vào cái bát con đấy, cả đường hoặc là mật ong với cái lá cải cúc đấy là vào cái bát con đấy nhá. Và sau đấy thì các bạn đem hoặc là đun cách thủy ấy, để mà cho nó nóng lên thì các chất ở trong cái lá cải cúc ấy nó sẽ ngấm ra hòa quyện với cái đường hay là cái mật ong đấy. Thì hai thứ này nó sẽ hòa quyện với nhau tạo ra được một cái chất siro.
thì các bạn lấy cái nước đấy để mà cho trẻ em nó uống, và các bạn cứ cho trẻ em uống nhiều lần trong ngày nhá, chứ không phải là cho uống một hai lần đâu, mà là nhiều lần ấy. Mỗi lần các bạn cho nó nhấp lấy một thìa nhỏ nhỏ như cái thìa cà phê ấy. Cứ lâu lâu thì các bạn cho nó nhấp một ít, có thể một ngày các bạn cho nó uống nhiều lần 4, 5, 6 lần đi, chứ không phải là 1, 2 lần đâu nhá. Và mình khuyên các bạn là nên sử dụng mật ong để thay cho đường. Và tất nhiên là phải là mật ong chuẩn rồi, tốt nhất là lấy được mật ong rừng càng tốt. Vì trong mật ong nó có một số chất có thể sát khuẩn, sát trùng, cộng với các chất có trong cái lá của cái cây rau cải cúc này nữa, thì nó sẽ làm triệu chứng ho giảm đi nhanh chóng. Và nên nhớ là các bạn cho uống nhiều lần trong ngày nhé. Có thể là ít cũng phải là đến 4 lần đi. Hoặc là các bạn cho 5 hoặc 6 lần cũng có thể hơn. Vì cái này các bạn cho uống nhiều lần nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn ạ. Cải cúc là một món rau ăn hàng ngày thôi mà. Vừa rồi chính là bài thuốc được sử dụng để chữa ho cho trẻ em. Còn đối với người lớn, trong trường hợp mà ăn uống kém tiêu hoặc là viêm họng, đau mắt, thì đối với trường hợp này, các bạn có thể dùng cải cúc ăn sống hoặc là nấu canh ăn để mà chữa ăn uống kém tiêu, viêm họng, đau mắt. Cách làm rất là đơn giản đúng không các bạn? Sử dụng để làm rau ăn, nấu canh ăn hoặc là ăn sống luôn. Như vậy là cây cải cúc này cho ra hai bài thuốc nhá. Bài thuốc thứ nhất là dùng chữa ho cho trẻ em. Như ban nãy mình vừa nói, bài thuốc thứ hai là dùng để chữa ăn uống kém tiêu, viêm họng, đau mắt. Các bạn có thể tham khảo mà áp dụng. Tất nhiên là những bài thuốc này đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng rồi. Tiếp theo, mời các bạn đến với bài thuốc rất là tốt từ cây rau bắp cải. Đây là một bài thuốc đã có sự nghiên cứu rõ ràng, đem lại hiệu quả rất là tốt. Cần phải có những bài thuốc với sự nghiên cứu rõ ràng, cụ thể, có những chia sẻ một cách chi tiết rõ ràng để các bạn có thể dễ dàng áp dụng. Còn đối với những bài thuốc mà không có sự nghiên cứu rõ ràng, cụ thể, chia sẻ một cách không rõ ràng, cụ thể, thì các bạn cần phải xét lại nhé. Cho dù người ta chia sẻ có hay đến mấy thì các bạn cũng đừng nên vội vàng mà làm theo nhé. Chúng ta đều biết đến bắp cải là một món ăn rất là phổ biến, còn trong đông y thì bắp cải lại được sử dụng để chữa bệnh với những tác dụng rất là tốt. Nhất là đối với trường hợp bị bệnh loét dạ dày, tá tràng, viêm dạ dày, ruột, đau đường mật, viêm đại tràng, thu được kết quả rất là tốt. Có những trường hợp mà loét tá tràng đến tận 14-20 năm, chữa cũng lành được. Tất nhiên là có sự nghiên cứu đàng hoàng rồi nhá. Người ta đã nghiên cứu từ năm 1958, Viện Quân y Hà Nội có làm một số thực nghiệm chứng minh rằng nước ép hoa quả, nước ngũ cốc có tác dụng làm giảm và điều hòa sự co bóp dạ dày. Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới người ta cũng sử dụng nước ép bắp cải để mà chữa các bệnh như là loét dạ dày, tá tràng, viêm dạ dày, ruột, đau đường mật, viêm đại tràng, thu được kết quả rất là tốt. Để mà đạt được kết quả tốt thì cần phải làm đúng cách. Sau đây là cách dùng nước ép bắp cải để có thể áp dụng ở mỗi gia đình nhé. Cách làm như sau, các bạn sử dụng cái cây bắp cải này, các bạn có thể dùng cả phần lá xanh cũng được nhé. Và cái phần nó cuộn vào thì các bạn cần phải bóc tách nó ra. Sau đấy thì các bạn rửa cho sạch đi, rồi trần vào nước sôi. Trần thôi nhá, trần qua đi, xong đấy vớt ra. Trần qua chứ không phải luộc đâu nhá, trần qua để nó diệt khuẩn, diệt trùng đấy nhá. Sau đấy các bạn vớt ra để ráo nước đi. Rồi các bạn ép lấy nước nhá, bã thì bỏ đi. Một cân bắp cải tươi thì các bạn có thể ép được từ 500 cho đến 700 ml nước ép. Nước ép có màu vàng xanh, vị hơi ngọt, hơi hăng hắc. Các bạn cần ép lấy 1 lít nước ép bắp cải nhá, và các bạn uống trong vòng một ngày là uống hết 1 lít nước đấy nhá, và chia ra từ 4 cho đến 5 lần. Có thể là uống 4 lần là hết 1 lít đấy, cũng có thể là 5 lần nhá. Mỗi lần các bạn uống tầm 200 cho đến 250 ml đấy.
uống thay nước luôn, uống thay nước uống hàng ngày luôn nhé. Và cái nước ép bắp cải đây này, nó rất là chóng thiêu, cho nên các bạn có thể để vào tủ lạnh đi, bảo quản sao cho nó không thiêu được, mà trong vòng một ngày đấy các bạn uống hết cái số 1 lít nước đấy nhá. Điều quan trọng là các bạn phải kiên trì điều trị, mỗi đợt điều trị kéo dài đến 2 tháng đi các bạn nhá, chứ không phải là cứ uống. Nhiều người cứ nghĩ là cứ thế uống vào là khỏi đâu, phải kiên trì đấy, uống đến 2 tháng đi. Và tất nhiên là trong quá trình điều trị thì các bạn cũng không nên ăn những thức ăn mà nó có hại cho dạ dày của mình, chế độ ăn uống và lao động thích hợp. Thì có những trường hợp mà loét tá tràng kéo dài đến 14 hay là 20 năm thì cũng có thể chữa khỏi được. Nhưng đối với những ổ loét quá sâu thì tác dụng của nó sẽ ít đi. Đấy các bạn lưu ý nhé, đối với trường hợp mà ổ loét nó quá sâu thì việc mà các bạn sử dụng nước ép bắp cải này thì tác dụng của nó không quá cao đâu, tác dụng của nó sẽ bị giảm đi đấy. Do đó có thể là các bạn cần phải điều trị thời gian lâu hơn, dài hơn, có thể kéo dài hơn 2 tháng. Thậm chí là các bạn cần phải kết hợp với các vị thuốc khác nữa cơ. Vì điều đặc biệt ở đây ấy, là các bạn điều trị bằng nước ép bắp cải này không có bất cứ biến chứng gì nhá. Và các bạn có thể kết hợp với các loại thuốc chữa dạ dày, tá tràng khác nhé. Tuy rằng thời gian điều trị của nó khá là dài, nhưng các bạn hoàn toàn có thể kết hợp với các vị thuốc khác để mà cùng chữa bệnh dạ dày và tá tràng nhé. Nó sẽ không có phản chỉ định gì đâu và không gây ra bất cứ các biến chứng gì cả nhé. Đây là một điều rất là tuyệt vời mà các bạn có thể áp dụng được ngay đấy nhé. Đây là một bài thuốc mà đã được nghiên cứu một cách rõ ràng, không gây ra biến chứng gì, các bạn có thể yên tâm mà sử dụng. Cần phải có những nghiên cứu một cách rõ ràng, cụ thể như thế này. Cần phải có một cách chia sẻ chi tiết rõ ràng như thế này, chứ không thể chia sẻ một cách mập mờ hoặc là nói quá tác dụng lên để mà các bạn không áp dụng được. Như vậy là không được. Cần phải có những chia sẻ trung thực, những nghiên cứu một cách rõ ràng để các bạn dễ dàng áp dụng nhé. Khi mà các bạn ăn gỏi cá thì sẽ thấy xuất hiện cây này. Đây là một cây không thể thiếu đối với món gỏi cá. Vì cái tác dụng trừ tanh của nó, cái hương vị của nó khá là đặc biệt, rất là thích hợp với món gỏi cá. Và đặc biệt là nó trừ được cái vị tanh của cá. Cho nên là người ta ăn gỏi cá là thường hay cho cây này vào, xuất hiện cây này. Tất nhiên cây này còn có tác dụng chữa bệnh nữa rồi. Đây chính là cây xương sông. Cây này thì mọc trong tự nhiên thôi, nhưng cũng được đem về nhà trồng để mà làm rau ăn. Nó cũng không kén đất đâu. Các bạn đem về trồng là nó phát triển lên rất là tốt. Và cây phát triển nhanh vào mùa hè, cây có thể tái sinh được các bạn nhé. Các bạn thấy nó già ra hoa rồi thì các bạn chỉ cần chặt bỏ phần trên đi, rồi cái đoạn gốc của nó lại trồi lên đấy mà. Còn theo đông y thì cây xương sông này có vị đắng, cay, tính ấm, có tác dụng là trừ tanh hôi, giúp tiêu hóa, tiêu đờm. Cây xương sông thì thường được dùng để chữa ho, sốt, sởi ở trẻ em, trúng phong hàn, cấm khẩu, nôn mửa, đầy bụng, ho gà, viêm họng. Và không chỉ ở Việt Nam mình, mà các nước trên thế giới người ta cũng nghiên cứu đưa vào sử dụng với những tác dụng chữa bệnh gần tương tự như ở Việt Nam mình, như là dùng để chữa sốt rét, cảm cúm, phù thủng, rồi làm thuốc da mồ hôi, làm thuốc chữa viêm họng, viêm phế quản, loét miệng, rồi là làm thuốc chữa đau nhức thấp khớp. Ngày nay thì việc chữa bệnh chủ yếu là sử dụng các phương pháp y học hiện đại. Nhưng trong video này mình sẽ chia sẻ đến các bạn bài thuốc mà các bạn có thể áp dụng được. Có một bài thuốc khá là hay mà các bạn có thể áp dụng được. Đây chính là bài thuốc dùng để chữa đau nhức thấp khớp. Để mà chữa đau nhức thấp khớp thì các bạn dùng cái lá của cây xương sông này. Các bạn dùng lá tươi nhá. Đem về giã nhỏ rồi sao nóng lên. Sau đấy các bạn sẽ chườm vào những chỗ bị đau nhức thấp khớp. Nó sẽ có hiệu quả khá là tốt. Đây chính là bài thuốc mà các bạn có thể áp dụng được một cách dễ dàng nhá. Ngoài ra thì cây xương sông này còn có nhiều bài thuốc khác nữa cơ.
Còn bây giờ mình sẽ nói một cách rõ ràng chi tiết từng bài thuốc về cây xương sông này nhé. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa viêm họng. Để chữa viêm họng thì các bạn dùng rễ của cây xương sông, sao vàng phối hợp với rễ cỏ chanh, rễ chỉ thiên sắc uống. Ba vị này là lượng bằng nhau nhé. Mỗi vị là từ 15 cho đến 20 gram. Các bạn sắc uống hàng ngày để chữa viêm họng. Còn tiếp theo, thứ hai là dùng để chữa ho. Để mà chữa ho thì các bạn dùng rễ xương sông sao vàng phối hợp với quả sau sau sắc uống để chữa ho. Hai vị này thì lượng bằng nhau với liều lượng là 15 gram. Tiếp theo bài thuốc thứ ba là bài thuốc dùng để chữa phong hàn cấm khẩu. Để chữa phong hàn cấm khẩu thì các bạn dùng lá xương sông, lá xương bồ tươi, giã nát, hòa với nước nóng, uống hay là sắc uống. Đấy là bài thuốc thứ ba nhé. Tiếp theo bài thuốc thứ tư là bài thuốc dùng để chữa nổi mẩn, ngứa khắp người. Để mà chữa nổi mẩn, ngứa khắp người thì các bạn dùng lá xương sông, lá khế, hai vị lượng bằng nhau. Chua me đất thì lượng ít hơn so với hai vị kia. Tất cả các vị này các bạn giã nát ra, hòa với nước, chắt uống. Còn bã thì dùng để xoa ngoài. Và cây xương sông này cũng được áp dụng đối với các bài thuốc dùng cho trẻ em. Bài thuốc dùng cho trẻ em thứ nhất đấy chính là bài thuốc dùng để chữa sởi, ho, sốt kéo dài ở trẻ em. Để mà chữa sởi ho sốt kéo dài ở trẻ em thì người ta dùng lá xương sông, chua me đất, vỏ rễ dâu, địa cốt bì, kinh giới, các vị lượng bằng nhau từ 8 cho đến 10 gram, sắc uống. Nếu bị đại tiện lỏng, tiêu chảy thì bớt chua me đất. Và còn một bài thuốc được sử dụng trong trường hợp ở trẻ em nữa. Đây chính là trường hợp dùng để chữa sốt cao, co giật, thở gấp ở trẻ em. Để mà chữa sốt cao, co giật, thở gấp ở trẻ em thì người ta sử dụng lá xương sông, chua me đất giã nhỏ, thêm nước nóng vào và vắt lấy nước cốt uống. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng lá xương sông để đắp ngoài, như là dùng để chữa sưng vú, rồi là chữa đau nhức thấp khớp. Đối với trường hợp mà bị sưng vú thì người ta dùng lá xương sông phối hợp với lá bồ công anh. Hai vị này các bạn giã nhỏ để mà đắp chữa sưng vú. Còn đối với trường hợp mà đau nhức thấp khớp thì người ta sử dụng lá xương sông giã nhỏ sao nóng để mà chườm lên những nơi đau nhức thấp khớp. Như vậy các bạn cũng thấy cây xương sông này có nhiều tác dụng khá là hay. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn biết được thêm điều gì về cây xương sông, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cây rau mùi là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình chúng ta. Ngoài việc sử dụng cây rau mùi này để làm rau ăn, thì cây rau mùi còn có rất nhiều tác dụng khác nữa. Một trong những tác dụng hay có thể kể đến, đây chính là tác dụng để chữa bệnh gan thận hư hàn, di tinh xuất sớm và tác dụng chữa thiếu sữa. Còn có tác dụng ăn không tiêu, rồi là tác dụng chữa những nốt đen ở mặt và một số tác dụng khác nữa mà mình sẽ nói một cách chi tiết rõ ràng hơn. Theo đông y thì quả mùi có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng là làm đậu sởi dễ mọc, tiêu đờm trệ, lợi tiêu hóa. Quả mùi là một vị thuốc thường được dùng trong y học cổ truyền và y học hiện đại. Trong y học hiện đại thì thường dùng quả mùi để làm thuốc gây trung tiện, làm dễ tiêu. Còn trong y học cổ truyền thì quả mùi dùng để mà chữa cảm, ho, nhức đầu. Với liều dùng là từ 4 cho đến 10 gram dưới dạng thuốc sắc. Ngoài việc sử dụng quả mùi thì người ta còn sử dụng cả lá và cây mùi dưới dạng thuốc sắc với liều dùng là từ 10 cho đến 20 gram.
Còn bây giờ mình sẽ nói một cách chi tiết hơn từng bài thuốc một về cây mùi này. Thứ nhất là đối với trường hợp bệnh gan thận hư hàn, di tinh xuất sớm. Đối với trường hợp này thì các bạn dùng quả mùi, sao thơm, giã dập pha trà để uống. Rất là đơn giản thôi nhé, chỉ cần dùng quả mùi, sao thơm, giã dập pha trà để uống, để mà dùng trong trường hợp bệnh gan thận hư hàn di tinh xuất sớm. Còn thứ hai là đối với trường hợp cảm hàn, ho, sốt, nhức đầu thì các bạn dùng dưới dạng thuốc sắc, dùng quả mùi với liều lượng là từ 4 cho đến 10 gram dưới dạng thuốc sắc. Tiếp theo, đối với trường hợp thứ ba là dùng để chữa thiếu sữa. Để mà chữa thiếu sữa thì các bạn dùng quả mùi với liều lượng là 6 gram, nước 100ml, đun sôi trong vòng 15 phút và chia làm 2 lần để uống trong ngày. Tiếp theo, thứ tư là đối với trường hợp dùng để chữa những nốt đen ở mặt. Để mà chữa những nốt đen ở mặt thì các bạn dùng quả mùi sắc nước để rửa nhiều lần thì nốt đen sẽ biến mất dần dần. Tiếp theo, trường hợp thứ 5 là dùng để chữa đau dạ dày, ăn uống không tiêu. Để mà chữa đau dạ dày, ăn uống không tiêu thì các bạn dùng quả mùi với liều lượng 8 gram, đinh hương 4 gram, vỏ quýt 4 gram, hoàng liên 4 gram để sắc uống. Tiếp theo là trường hợp thứ 6, dùng để chữa đau bụng, đầy bụng không tiêu, buồn nôn sau khi ăn. Trong trường hợp này thì các bạn dùng rau mùi một nắm, vỏ quýt từ 8 cho đến 10 gram, sắc uống. Và tiếp theo, bài thuốc thứ 7 là bài thuốc dùng để chữa run kim. Để chữa run kim thì người ta dùng quả mùi tán nhỏ, trộn với trứng gà luộc, chế thêm ít dầu vừng giã nhuyễn thành viên, làm thành viên thỏi, để mà nhét vào hậu môn vào buổi tối và để suốt đêm, làm liền 3 đêm thì có kết quả. Và tiếp theo, bài thuốc cuối cùng, bài thuốc thứ 8 là bài thuốc dùng để chữa sởi không mọc ở trẻ em. Thì bài thuốc này có 2 cách. Cách A là dùng quả mùi tán nhỏ 80g, rượu 100ml, nước 100ml đun sôi đậy kín để tránh bay hơi, lọc bỏ bã, phun cho trẻ từ đầu đến chân trừ mặt. Và cách B là dùng rau mùi một nắm và sắc cho trẻ uống lúc còn nóng. Sau đấy các bạn đắp chăn để cho ra mồ hôi. Dùng ngoài thì các bạn có thể lấy một nắm lá mùi tươi chưng nóng hoặc một nắm quả mùi khô giã dập, thêm vào ít rượu và chưng nóng gói vào vải thưa, sát cho trẻ từ đầu xuống chân mình tay chân thì sởi sẽ mọc đều. Chúng ta thường biết đến lá lốt là một loại rau ăn hàng ngày và được sử dụng để làm thuốc. Thường thì người ta sử dụng để chữa phong thấp, đau nhức xương. Lá lốt còn có nhiều tác dụng khác nữa, có rất nhiều bài thuốc từ lá lốt và sử dụng thế nào cho hiệu quả. Trong video này mình sẽ nói một cách rõ ràng về cây lá lốt. Theo Đông y thì lá lốt có vị cay, mùi thơm, tính ấm, vào hai kinh là tỳ và phế, có tác dụng là ôn trung tán hàn, hạ khí, chỉ thống, trừ phong thấp, kiện vị, tiêu thực, giảm đau, cầm nôn. Lá lốt thì thường được dùng để điều trị phong thấp, thấp khớp mạn tính, đau lưng, đau khớp, đau nhức xương, tay chân lạnh, tê bại, rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, đầy hơi, chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy, thận và bàng quang lạnh, đầu gối, đau nhức răng. Lá lốt được sử dụng cả tươi và khô, liều lượng khô là từ 8 cho đến 12 gram, còn tươi là từ 15 cho đến 30 gram. Sử dụng dưới dạng nước sắc. Và các bạn cần lưu ý một số kiêng kỵ, đó là người bị dạ dày nhiệt, táo bón thì không nên dùng. Còn bây giờ mình sẽ nói một cách chi tiết rõ ràng hơn từng bài thuốc một nhé.
Bài thuốc thứ nhất, bài thuốc số 1 là bài thuốc sử dụng dùng để chữa chứng lợm giọng. Thì các bạn làm như sau, dùng lá lốt 40g tán nhỏ, uống 2g trước mỗi bữa ăn với nước cơm. Tiếp theo, bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa mũi chảy nước. Cách làm như sau, các bạn dùng lá lốt tán ra bột mà thổi vào. Tiếp theo, bài thuốc thứ ba là bài thuốc dùng để chữa nhọt độc, vỡ lâu không liền miệng. Thì các bạn sử dụng lá lốt, lá chanh, lá thanh yên, lá giấy, tía tô với liều lượng bằng nhau, giã nhỏ. Và thêm vỏ của cây chanh. Vỏ của cây chanh thì các bạn cạo bỏ cái phần vỏ già bên ngoài đi. Rồi các bạn đem cắt nhỏ phơi khô, giã thành bột mịn để mà rắc vào. Rồi các bạn gói các thuốc trên vào lá chuối tiêu. Và lá chuối tiêu đấy thì các bạn chọc cho nó thủng lỗ đi để mà đắp vào. Mỗi ngày đêm thì các bạn thay một lần. Tiếp theo, bài thuốc thứ tư là bài thuốc dùng để chữa tổ đỉa. Thì các bạn sử dụng lá thanh yên, nấu nước để nguội, rửa. Sau đấy lấy lá lốt, lá cà gai leo với liều lượng bằng nhau giã nhỏ, trộn với giấm để mà bôi vào. Tiếp theo, bài thuốc thứ năm là bài thuốc dùng để chữa vết thương do bị chém. Thì các bạn sử dụng lá lốt, lá thanh yên và nón khoai môn. Thì lá lốt các bạn cho ít hơn so với lá thanh yên và nón khoai môn. Tất cả các vị các bạn thái nhỏ ra, gói vào lá chuối hột. Cái lá chuối hột đấy thì các bạn đục thủng nhiều lỗ đi để thuốc nó dễ ngấm ra. Và các bạn đắp vào chỗ bị đau. Mỗi ngày thì các bạn rửa và thay đắp 3 lần. Tiếp theo, bài thuốc thứ 6 là bài thuốc dùng để chữa phong thấp, đau nhức xương. Thì các bạn sử dụng lá lốt 20g, thiên nhiên kiện 12g, gai tầm sọ 16g. Các bạn sắc uống trong ngày. Tiếp theo, bài thuốc thứ 7 là bài thuốc dùng để chữa đau lưng, sưng khớp gối, bàn chân tê buốt. Cách làm như sau. Các bạn dùng rễ lá lốt, rễ bưởi bung, rễ cây vòi voi, rễ cỏ xước. Các vị bằng nhau, mỗi vị là 50g sử dụng tươi. Tất cả thái mỏng sao vàng, sắc với 600ml nước, còn lại 300ml. Chia làm 3 lần uống trong ngày. Các bạn cũng có thể sử dụng dưới dạng đắp hoặc chườm bằng cách là sử dụng lá lốt ngải cứu với lượng bằng nhau giã nát, chế thêm giấm, chưng nóng để đắp hoặc là chườm. Tiếp theo, bài thuốc thứ 8 là bài thuốc sử dụng để chữa phù thủng. Các bạn dùng lá lốt tươi 40g, ngải cứu 40g, lá xả tươi 40g, nghệ 10g, tất cả sao vàng sắc với 900ml nước, còn lại 300ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Tiếp theo, bài thuốc thứ 9 là bài thuốc dùng để chữa viêm xoang, chảy nước mũi đặc. Các bạn dùng lá lốt vò nát, đặt vào lỗ mũi. Thế là bài thuốc số 9 này dùng để chữa viêm xoang chảy nước mũi đặc thì cách làm quá là đơn giản. Chỉ cần sử dụng lá lốt vò nát và đặt vào lỗ mũi thôi. Tiếp theo, bài thuốc số 10 là bài thuốc sử dụng để chữa viêm cấp tính do các bệnh về răng miệng gây sưng nề ở má, cằm, vùng hàm, viêm khớp, dây chằng ở răng, túi viêm răng khôn. Bài thuốc này khá là hay ấy. Bệnh về răng miệng thì rất là khó chịu. Và bài thuốc này các bạn cần phải sử dụng cao mềm lá lốt với liều lượng 2g, đường kính 2g, thêm nước vào với lượng vừa đủ tầm 10ml, hòa tan rồi ngậm. Tiếp theo, bài thuốc thứ 11 là bài thuốc dùng để ngậm chữa đau răng bằng cách là các bạn sử dụng lá lốt sắc đặc để mà ngậm chữa đau răng. Tiếp theo, bài thuốc thứ 12 là bài thuốc
giải độc, chữa say nấm hoặc là rắn cắn. Thế bài thuốc này là sử dụng để giải độc trong các trường hợp bị say nấm nhé, hoặc là giải độc rắn cắn nhé. Thì cách làm như sau, các bạn dùng lá lốt, lá khế, lá đậu van trắng, mỗi vị là 50g. Các bạn dùng tươi nhé, giã nát, thêm nước gạn uống. Tiếp theo, bài thuốc thứ 13 là bài thuốc sử dụng để mà chữa đầy bụng, nôn mửa. Cách làm như sau, các bạn dùng lá lốt với liều lượng từ 10 cho đến 20g sắc uống. Tiếp theo, bài thuốc thứ 14 là bài thuốc dùng để chữa ong bò vẽ đốt. Thì các bạn dùng lá lốt, quả cà dại hoa trắng giã nát, lấy nước để bôi. Tiếp theo, bài thuốc thứ 15 là bài thuốc dùng để chữa đái tháo đường. Để mà chữa đái tháo đường thì các bạn sử dụng rễ của cây lá lốt, rễ cây rau ngót, rễ cây cườm gạo, rễ cây cối xay. Và các bạn, tất cả các vị các bạn băm nhỏ sao qua đi. Liều lượng của các vị là mỗi vị 20g. Cho 4 bát nước vào, sắc nhỏ lửa, còn lại 1 bát, chia làm 2 lần uống trong ngày. Như vậy, các bạn cũng thấy cây lá lốt này có rất là nhiều tác dụng, như là dùng để chữa đau răng, rồi là các vết thương, rồi là chữa xương khớp, rồi là viêm nhiễm. Tổng cộng có đến 15 bài thuốc nha các bạn, 15 bài thuốc mà mình đã chia sẻ một cách rõ ràng chi tiết. Bạn nào chưa xem kỹ có thể xem lại nhé.